Xin chào, mình sẽ hướng dẫn các bạn lại mua con tại 1.9gc.com. Thì mình sẽ nạp như bình thường, chọn loại thẻ và mệnh giá. Nếu chọn sai thì mất thẻ, nhập series và mã thẻ vào. Sau khi mua ạc thì các bạn đợi 5 phút để duyệt thẻ, sau đó nạp lại thẻ cũ. Sau khi nhận được con, các bạn vào thành tựu để mở thành tích ra để nhận được tiền con ở đây. Và vào shop mua đồ, tặng đồ qua chính. Ok.